Vừa qua, Việt Nam đã cho ra mắt ứng dụng lịch Trường Sa trên nền tảng số. Bất kỳ ai, kể từ nay, dù đang ở đâu, cũng có thể tải về điện thoại hay máy tính bảng của mình để có thể thấy những hình ảnh biển đảo Việt Nam một cách trung thực nhất. Được biết, ứng dụng lịch Trường Sa trên nền tảng số cũng nằm trong dự án Trường Sa Nhà Giàn DK1 Hành Trình Từ Trái Tim. Cũng trong thời gian này, Nửa Vòng Trái Đất TV đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hùng Sơn, Viện trưởng Viện Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao Hà Nội, để có thể hỏi ông về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây. Cảm ơn ông vì ngày hôm nay đã dành cho chương trình một cuộc phỏng vấn ngắn này để không mất thời gian của ông. Thì có lẽ là với tâm thế là một người ở tại hải ngoại, sẽ đại diện cho những người ở tại hải ngoại ít biết thông tin về biển đảo Việt Nam. Vào đúng tháng 4 vừa rồi, chúng tôi có cơ hội lần đầu tiên đi thăm quần đảo Trường Sa và nhất là nhà giàn DK1. Và được biết, ông cũng là người đi chuyến đó cũng là lần đầu tiên như chúng tôi đây. Thì có thể nói rằng là ngay cả bản thân chúng tôi khi mà đi cũng không có ngờ là Việt Nam có nhiều đảo như vậy. Vậy thì liên quan đến nhà giàn DK1, ông có thể cho biết là lý do vì sao Việt Nam lại xây những cái nhà giàn mà có thể nói là tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc như vậy thưa ông? Thưa với các anh là từ cuối những năm 80 thì chúng ta đã nhận thấy là chúng ta cần phải có các cái nhà giàn, các cái điểm hiện diện ngoài Biển Đông, ngoài cái thềm lục địa của chúng ta, để bảo vệ cái chủ quyền của chúng ta ở thềm lục địa. Và lúc đó chúng ta đã có một quyết định rất là dũng cảm, mặc dù là đúng như anh nói, nó là khi mà ra đến nơi mới thấy cái công sức đổ ra, tiền của bỏ ra để xây dựng các nhà giàn đó vô cùng to lớn. Thế nhưng mà chúng ta lúc đó thấy rằng cái việc chúng ta có các nhà giàn, chúng ta gọi là các cái nhà kỹ thuật ở ngoài thềm lục địa đấy, để mà chúng ta có cái sự hiện diện thường xuyên để mà theo dõi và hỗ trợ cho ngư dân, cho các hoạt động kinh tế của chúng ta trên thềm lục địa chúng ta là cần thiết. Và vậy chúng ta đã quyết định xây dựng các cái nhà giàn đó. Các chi tiết nhà giàn DK1 hình như là Việt Nam có trên dưới 20 cái, đúng không ạ? Tôi cũng không nhớ con số chính xác, nhưng mà nó khoảng như vậy. Và nó trải dài suốt cái dọc cái vùng bờ đông của cái thềm lục địa phía nam của chúng ta. Nếu như mà nói một cách dễ hiểu thì những cái nhà giàn đó nó không khác gì là những cái đồn canh gác cách bờ biển của Việt Nam một cái khoảng cách xa, đúng không ạ? Đúng rồi, anh nói thế cũng rất là chuẩn. Nó vừa là cái điểm canh gác, nhưng nó vừa là các cái trạm dịch vụ kỹ thuật, nó hỗ trợ cho cái công tác thực thi chủ quyền của chúng ta, nó hỗ trợ cho không chỉ nhà nước chúng ta thực thi chủ quyền, mà nó hỗ trợ cho nhân dân của chúng ta, ngư dân của chúng ta bám biển và thực thi cái quyền tài phán của chúng ta ở trên Biển Đông. Ngay sau khi mà chương trình cũng như là ông đây đi cái chuyến Trường Sa đó, thì vài tháng sau tất cả mọi người Việt Nam khắp nơi đều biết có một cái sự kiện diễn ra, đó là tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vậy thì riêng cá nhân của ông là một người nghiên cứu về Biển Đông, thì ông muốn nói gì về cái câu chuyện này thưa? Cái vụ mà tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của chúng ta thì không phải chỉ riêng chúng ta mà cả thế giới đã lên án. Vừa qua thì Học viện Ngoại giao Viện Biển Đông chúng tôi có tổ chức hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 tại Hà Nội, và tất cả các học giả mà tham dự hội thảo đã lên án Trung Quốc có các hành vi xâm phạm cái vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng, hoàn toàn trái với lại luật pháp quốc tế. Thì ở đây có thể nói cái hành vi xâm phạm của Trung Quốc nó biểu hiện một cái sự leo thang mới trong cái chính sách lấn lướt và thực thi cái yêu sách chủ quyền sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông. Nó mấy cái điểm như này: thứ nhất là họ bất chấp luật pháp quốc tế và cái phán quyết của tòa trọng tài năm 2016. Đấy là cái rất là đáng lên án, mà cộng đồng quốc tế người ta lên án cái đấy là mạnh mẽ nhất, bởi vì là một cái nước lớn như Trung Quốc, thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đáng nhẽ anh phải là cái nước gương mẫu để thực thi cái luật pháp quốc tế và tôn trọng luật pháp quốc tế, nhưng đây anh lại là nước xâm phạm. Cái thứ hai là trong cái việc mà anh xâm phạm đó, anh lại còn dùng các cái mà thế giới người ta gọi là các cái biện pháp chèn ép
và bắt nạt các cái nước láng giềng. Anh sử dụng các cái tàu rất là lớn để anh dọa đâm va, anh sử dụng vòi rồng để anh bắn vào các cái tàu nhỏ hơn rất là nhiều. Và cái hành vi đấy là cái hành vi rất đáng xấu hổ của một nước lớn với một nước nhỏ. Cái thứ ba là họ sử dụng các cái đảo nhân tạo mà xây dựng trái phép ở Trường Sa để làm cái bàn đạp mở rộng cái xâm hại các cái nước láng giềng sâu xuống thêm phía Nam. Trước đây thay vì họ phải cử các cái đội tàu từ Hải Nam ra thì bây giờ họ cử các cái tàu đó từ các cái đảo xây dựng trái phép của Trường Sa, và như vậy cái thời gian mà họ triển khai lực lượng nó ngắn hơn rất là nhiều và cái số lượng tàu họ triển khai nó cũng rất là nhiều. Thì cái điều đó nó cho thấy một cái chiến thuật mới của Trung Quốc sử dụng các cái đảo đó như là các cái căn cứ quân sự để mà mở rộng cái yêu sách trái phép ở miền Đông. Cái đấy là thế giới người ta cũng cảnh báo và lên án. Về thứ tư là họ làm tất cả những cái các cái hành động đó, triển khai các cái hành động đó, thế giới người ta gọi là cái chiến thuật vùng xám, tức là anh lách luật, anh sử dụng các cái tiểu xảo để mà anh tránh các cái quy định của luật pháp quốc tế, và như vậy là anh lợi dụng cái luật pháp quốc tế để anh làm các cái việc không đúng, việc sai trái. Thì cái đấy là cái thế giới người ta cũng rất là lên án và người ta cảnh báo. Và cái cuối cùng là họ làm những cái việc đó trong khi họ đang thúc đẩy đàm phán một bộ quy tắc ứng xử với các nước láng giềng. Thì các nước đều cho rằng là cái việc mà khi mà trên bàn ngoại giao thì anh nói một đảng, trong khi ở trên thực địa thì anh lại làm một nẻo đó, nó không phải là một cái việc làm đúng đắn. Và nó là cái đáng lên án, và nó cho thấy là anh không thực sự là thành tâm khi mà anh thúc đẩy cái việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử của các nước ASEAN ở Biển Đông. Dường như là chúng tôi thấy là trên mạng xã hội cũng như là nhiều khán giả còn hiểu sai về cái nơi mà xảy ra cái vụ việc này. Đa số họ gọi là bãi Tư Chính, nhưng mà theo như chúng tôi tìm hiểu thì nó không phải như vậy. Ông có thể nói rõ hơn điều này. Thì vừa rồi thì các cái báo rồi mạng xã hội người ta thường gọi là cái sự kiện bãi Tư Chính, nhưng mà trên thực tế là cái khu vực mà tàu HD8 tiến hành cái xâm phạm cái vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, nó không phải là nằm ở khu vực bãi Tư Chính mà nó nằm ở cái vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của chúng ta ở phía đông nam của Tổ quốc, nó ở phía bắc của bãi Tư Chính một đoạn. Thế thì nó không hoàn toàn là cái khu vực bãi Tư Chính. Thì cái điều đó nó cũng rất là quan trọng, bà con mình cần phải hiểu để mà thấy rằng là một mặt thì Trung Quốc vẫn yêu sách với lại cái bãi Tư Chính, mặt khác họ cử các cái tàu khảo sát để xâm phạm các cái vùng quyền kinh tế của chúng ta ở các cái khu vực khác nữa. Như vậy là cái phạm vi yêu sách của họ trên thực tế là rất là rộng, và các nhà phân tích đã chỉ ra rõ là trên thực tế đây là anh yêu sách toàn bộ những cái gì trong cái đường chín đoạn, mà cái đường chín đoạn đó thì đã bị phán quyết tòa trọng tài năm 2016, cả thế giới đều biết là quyết định là không có cơ sở pháp lý, vậy mà Trung Quốc bây giờ vẫn theo đuổi, tức là anh không tôn trọng cái phán quyết của tòa, không tôn trọng luật pháp quốc tế. Về cái con số 12 hải lý, cũng có nhiều khán giả chưa hiểu rõ về cái con số này, về cái sự con số đó và liên quan đến cái việc mà tự do hàng hải. Ông có thể nói rõ hơn để cho có lẽ là sau khi mà có cái cuộc phỏng vấn này họ sẽ hiểu thêm được ít nhiều thông tin về cái con số 12 hải lý thôi. Thì thưa với anh, thưa bà con, thì cái quy định của công pháp quốc tế về luật biển ấy, năm 1982 là một cái thực thể mà ngoài biển ấy, thì tùy vào cái đặc tính của nó mà cái thực thể đó nó có thể tạo ra một cái vùng biển, hoặc là chỉ có 500 mét cái vùng gọi là an toàn xung quanh cái thực thể đó, hoặc là 12 hải lý cái vùng gọi là lãnh hải xung quanh cái thực thể đó, hoặc là 200 hải lý cái vùng đặc quyền kinh tế xung quanh cái hải đó. Thế thì luật pháp quốc tế người ta quy định rằng đối với lại một cái đảo thì cái đảo đó nó phải đủ lớn, đủ cái năng lực để có cái nền kinh tế riêng, đủ cái khả năng duy trì cái sự sống của con người, thì lúc đó cái đảo đó nó mới có cái khả năng để tạo ra một cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Đấy, thế nhưng mà cái phán quyết của tòa trọng tài năm 2016, sau khi mà xem xét rất là kỹ tất cả các thực thể ở Trường Sa, bao gồm cả thực thể lớn nhất là đảo Ba Bình mà hiện nay do Đài Loan đang nắm giữ đó, thì người ta kết luận là không có cái thực thể nào nó có thể đủ cái điều kiện để được coi là một cái đảo đầy đủ theo cái điều 121 khoảng 3 của Công ước Luật Biển năm 1982.
tức là không có đảo nào có đủ cái khả năng duy trì sự sống của con người, không có đảo nào có khả năng có một cái nền kinh tế riêng, và vì vậy cho nên không có đảo nào là có 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế cả, mà tất cả các đảo Trường Sa chỉ có tối đa là 12 hải lý cái vùng lãnh hải mà thôi. Và điều đó có nghĩa rằng là nếu mà tính từ các cái đảo Trường Sa thì không có cái đảo nào có thể tạo ra một cái vùng biển nó đủ xa để với tới cái khu vực bãi tư chính cả, cũng như là không có đảo nào có cái đủ cái khả năng tạo ra cái vùng biển tới cái khu vực mà cái tàu Hải Dương 8 vừa rồi thực hiện các hoạt động khảo sát và xâm phạm cái lãnh hải của chúng ta, vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta. Thì ở đây cái công pháp quốc tế, điều đó nó nói lên gì? Công pháp quốc tế nó rất là rõ. Và cái việc mà Trung Quốc xâm phạm cái quyền lợi hợp pháp của các nước khác nó cũng rất là rõ. Vâng, như vậy thì nếu mà để so sánh một cách cụ thể thì vào cái thời điểm mà xảy ra cái vụ việc cách đây hơn 2 tháng so với năm 2014, theo như ông đánh giá thì hai sự việc này nó khác nhau ở những cái điểm nào? Hai sự việc nó khác nhau ở chỗ thứ nhất là cái khu vực mà Trung Quốc xâm phạm cái quyền lợi của chúng ta trong cái sự vụ lần này, mà chúng ta tạm gọi là sự vụ việc HD8, Hải Dương 8, là hoàn toàn khu vực không có tranh chấp. Không có cách nào mà Trung Quốc có thể có yêu sách ra được tới bãi tư chính của chúng ta nếu mà anh là người nghiêm chỉnh và tôn trọng luật pháp quốc tế. Cái đấy là cái khác biệt rất là lớn so với lại năm 2014. Cái thứ hai là Trung Quốc lần này, như tôi vừa trình bày, là họ triển khai các lực lượng từ cái đảo xây dựng trái phép, từ các đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở khu vực Trường Sa. Cái này nó là một bước leo thang mới, cái này nó cũng rất là nguy hiểm. Cái thứ ba là họ triển khai cái việc làm này sau khi mà phán quyết tòa đã ra cái phán quyết năm 2016, tức là khi mà luật pháp nó đã được làm rõ và đã được mọi thứ nó rõ ràng rồi mà anh vẫn còn vi phạm, tức là cái mức độ nghiêm trọng của cái sự vi phạm của anh nó tăng lên gấp nhiều lần, thì cái đấy là cái đáng lo ngại. Cái thứ tư như tôi trình bày là nó khác ở chỗ là lần này thì hai bên đang rất là tích cực đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, và cả hai bên và cả thế giới mong muốn rằng hai bên thực tâm và có cái ý chí chính trị để mà cùng nhau đối thoại để có được một cái bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Thì trong cái đó trên thực địa anh lại làm cái việc nó hoàn toàn sai trái và ngược lại như thế. Thế thì người ta đánh giá xem là cái mức độ thực tâm của anh đến đâu, anh có thực sự muốn đàm phán một bộ quy tắc ứng xử không, hay là anh muốn gì trong bộ quy tắc ứng xử đó, thì nó đặt ra rất nhiều câu hỏi. Và vì vậy cho nên nó rất là nặng. Vâng, cũng trong cái thời điểm mà Trung Quốc đưa những cái tàu khảo sát HD8 ra vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì có trên mạng xã hội cũng những thông tin đưa ra đó là có những cái cuộc đối đầu quần nhau ở tại khu vực này. Nhưng mà thông tin này lại đưa ra là đa số Việt Nam chỉ mang ra những cái tàu chấp pháp, tàu kiểm ngư, và họ lại thắc mắc là vì sao lại không phải là một lực lượng khác mà chỉ là kiểm ngư. Riêng ông cũng muốn nói gì về điều này, nếu như thông tin đó là đúng vậy thì vì sao thưa ông? Tôi không có các cái thông tin trực tiếp ở trên thực địa về cái số lượng tàu cũng như loại tàu trên thực địa, rất tiếc là tôi không bình luận được về cái gì thực chất nó đã diễn ra ở trên thực địa và loại tàu nào. Tuy nhiên, tôi có thể bình luận là cái chủ trương của chúng ta không phải là chủ trương đối đỏ. Chúng ta đấu tranh, chúng ta kiên quyết, kiên trì đấu tranh và bảo vệ cái chủ quyền của chúng ta, nhưng mà chúng ta không tìm kiếm cái sự đối đầu. Và vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng các cái biện pháp của chúng ta ở trên thực địa cũng không phải là nhằm để dẫn đến một cái sự đối kháng về mặt quân sự ở trên thực địa. Cái chủ trương nhất quán của chúng ta, và cái này tôi nghĩ rằng là thế giới và tất cả các bà con kiều bào cũng hiểu, là cái lực lượng của Trung Quốc họ rất là mạnh, và chúng ta vẫn có truyền thống là lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, tức là chúng ta dùng cái trí nhân, chúng ta dùng cái nhân nghĩa, dùng cái lẽ phải để đấu tranh với Trung Quốc. Và cái điều đó nó đã thể hiện trong cái chính sách mà chúng ta công bố là chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp hòa bình để đấu tranh với Trung Quốc. Vì vậy cho nên là có thể nói trong cái thời gian vừa qua,
thì chúng ta đã sử dụng tổng hợp rất là nhiều biện pháp, trong đó rất là chú trọng vào cái đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao, trong khi ở trên thực địa chúng ta vẫn kiên quyết và kiên trì đấu tranh với lại Trung Quốc. Thì cái điều đó nó phản ánh cái chính sách đấy, cái chiến lược đấy của chúng ta trong đấu tranh với Trung Quốc. Những nhà quan sát quốc tế thì họ lại cho rằng là cái hành động của Trung Quốc trong thời gian qua muốn biến cái vùng biển này trở thành cái vùng tranh chấp. Ông có muốn bình luận gì về những cái dư luận đó không? Cái ý đồ của Trung Quốc rất là rõ. Họ muốn biến các cái vùng mà họ không có một tí quyền nào thành cái vùng mà có cái tranh chấp. Và họ cố gắng sử dụng cái công cụ bộ máy tuyên truyền của họ để cố gắng tuyên truyền cho thế giới thấy rằng là tôi có cái yêu sách hợp pháp ở cái chỗ này. Thế nhưng mà trên thực tế là thế giới bây giờ càng ngày càng thấy rõ là các cái đòi hỏi đấy của Trung Quốc là vô lý và hoàn toàn trái với cả luật pháp quốc tế. Theo cái công pháp quốc tế là anh không có cái quyền nào ở cái khu vực mà anh đang đòi hỏi cả, đặc biệt là khu vực bãi tư chính. Thế này chúng ta đã khẳng định thông qua cả luật pháp quốc tế cũng như là về các cái khoa học địa chất đã chứng tỏ hoàn toàn bãi tư chính là thứ nhất là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, thứ hai là nó không liên quan về mặt địa chất học, địa lý học là nó không liên quan đến cái thềm lục địa của các cái thực thể cái bán Trường Sa. Vì vậy cho nên là kể cả về mặt luật pháp quốc tế cũng như là về mặt địa lý thì cái khu vực bãi tư chính nó không liên quan đến cái khu vực Trường Sa, không nằm trong các vùng biển tạo ra từ các cái thực thể ở Trường Sa. Còn cái khu vực hoạt động của cái tàu HD8 như tôi đã trình bày lúc nãy, nó nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và bởi vì các thực thể ở Trường Sa không có cái vùng biển nào quá 12 hải lý cả, cho nên anh không thể yêu sách chủ quyền từ cái thực thể ở Trường Sa cả. Đấy là chưa nói bản thân cái yêu sách của Trung Quốc đối với lại các cái thực thể ở Trường Sa đã là cái sự xâm phạm chủ quyền của Việt Nam rồi, bởi vì Trung Quốc không có cái yêu sách hợp pháp ở đó. Như vậy thì trong thời gian qua ông đánh giá như thế nào về những lực lượng chấp pháp của Việt Nam cũng như là ngay cả là cái việc mà bên phía nhà nước Việt Nam tuyên truyền cho người dân có thể hiểu rõ được cái vấn đề cốt lõi thôi? Tôi nghĩ rằng là các cái lực lượng chức năng của Việt Nam mặc dù là còn rất là chưa phải là các cái lực lượng rất là mạnh có thể đương đầu được với lại các cái lực lượng của Trung Quốc, thế nhưng mà họ đã làm hết sức mình, họ đã rất là kiên quyết kiên trì để bảo vệ các cái lợi ích hợp pháp của chúng ta và bảo vệ các hoạt động kinh tế của chúng ta ở trên biển. Điều đó cho thấy rằng là các lực lượng của chúng ta đã và đang tiếp tục bảo vệ các cái hoạt động kinh tế như là dầu khí, tiếp tục bảo vệ các hoạt động kinh tế của ngư dân của chúng ta ở các cái vùng biển hợp pháp mà chúng ta có cái quyền lợi hợp pháp. Và cái điều đó nó phản ánh cái đầu tư của nhà nước chúng ta và cái việc mà chúng ta mở rộng hợp tác quốc tế để xây dựng năng lực cho các cái lực lượng cơ quan chức năng của chúng ta trên biển. Nó là cái bước đi đúng hướng và nó đóng góp tích cực cho cái công việc bảo vệ chủ quyền chúng ta trên biển. Cũng trong thời gian mà trở lại đây thì rất nhiều người đặt vấn đề là vì sao Việt Nam lại không kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế như là Philippines đã làm và họ đã thắng kiện. Thứ nhất đấy là chúng ta chưa bao giờ loại trừ cái việc chúng ta sử dụng cái biện pháp tài phán quốc tế để mà giải quyết cái tranh chấp với Trung Quốc, tôi khẳng định. Mặc dù là bây giờ chúng ta chưa sử dụng đến nhưng mà chúng ta chưa bao giờ loại trừ cái khả năng có thể sử dụng các cái biện pháp đó. Và cái điều đó nó nằm ở trong các cái chủ trương của chúng ta mà chúng ta đã công bố rộng rãi, đấy là chúng ta sử dụng các cái biện pháp hòa bình phù hợp với lại luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp. Thì cái cách nói đó nó hàm ý rằng là nó bao gồm cả việc đưa Trung Quốc ra một cái cơ quan tài phán. Thế cái việc tại sao cho đến bây giờ chúng ta chưa đưa, tôi nghĩ rằng là nó có nhiều lý do. Có thể là chúng ta thấy rằng là các cái biện pháp chính trị ngoại giao của chúng ta nó vẫn đang phát huy được tác dụng và chúng ta chưa cần phải dùng đến cái biện pháp cơ quan tài phán. Và trong mọi trường hợp ấy, thì tất cả các chuyên gia pháp lý quốc tế đều khuyên chúng ta rằng là cái biện pháp chính trị và các cái biện pháp ngoại giao mà để thuyết phục lẫn nhau nó vẫn đảm bảo một cái kết quả nó lâu dài hơn là đưa một cái vấn đề ra một cái cơ quan tài phán mà có cái sự phản đối của một bên khác. Mà chúng ta biết là khi mà chúng ta đưa
Philippines đưa Trung Quốc làm cơ quan tài phán này, thì cho đến bây giờ là Trung Quốc vẫn không chịu thừa nhận cái kết quả của cái phán quyết đó của tòa. Tuy nhiên đấy, như chúng tôi đã nói, tức là chúng ta chưa bao giờ loại trừ cái biện pháp bảo cản, và trong cái một cái tình huống nào đó thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái biện pháp đó. Thế còn câu hỏi của anh xem là có cái gì khác ngoài cái UNCLOS hay không, thì cái này luật pháp quốc tế người ta đã khẳng định rất là rõ, và cái tòa án trọng tài của Philippines, Trung Quốc năm 2016 đã khẳng định rất là rõ là tất cả các quốc gia thì không có cái quyền và nghĩa vụ nào khác ở trên biển ngoài cái công ước luật biển. Cái quyền mà được xác lệnh bởi một cái quốc gia ở trên biển nó được quy định bởi UNCLOS và chỉ UNCLOS mà thôi. Gần đây thì bằng nhiều hình thức khác nhau, ngay cả là phim ảnh và mạng xã hội, thậm chí là những tour du lịch, đều có những cái sự kiện là lồng ghép đường lưỡi bò phi pháp vào, và cộng đồng mạng có thể nói là lên án rất nhiều. Thì theo như ông, trong những năm gần đây, cái việc mà Trung Quốc tuyên truyền cái đường lưỡi bò phi pháp đó, nó đã đến một cái mức nào thưa? Trung Quốc thực sự là họ có một cái chiến lược, chiến dịch tuyên truyền rất là sai trái, và họ đầu tư rất là lớn vào đó, lồng ghép vào cái đường lưỡi bò vào các cái sản phẩm thương mại, lồng ghép đường lưỡi bò vào các cái sản phẩm khoa học, vào các cái tạp chí nghiên cứu khoa học, thậm chí các tạp chí nghiên cứu khoa học có uy tín ở trên thế giới, bởi vì người ta không có để ý. Trong khi Trung Quốc thì bỏ ra một cái lượng tiền rất là lớn để mua thông tin, đăng các cái bài trên đó, cho nên họ đưa được cái đường lưỡi bò vào. Tuy nhiên, dần dần thế giới đã thấy được cái ý đồ sai trái đấy của Trung Quốc, và người ta bây giờ đã rất là cảnh giác, và người ta không còn tin vào các cái hình ảnh đó, các cái bản đồ đó. Và ở một trường mực nào đó là chúng ta thấy các cái chiến thuật đó là nó đã phản tác dụng cho chính Trung Quốc. Ví dụ như là cái việc lồng ghép cái đường lưỡi bò vào trong một cái bộ phim hoạt hình, và nó gây ra cái phản ứng rất là dữ dội từ cái cộng đồng người xem, và cái trình độ đó nó lại tuyên truyền ngược trở lại, để cho thế giới thấy là cái ý đồ sai trái, cái âm mưu, có thể nói là cái âm mưu của Trung Quốc ở đằng sau, và các cái xì căng đan đó là nó đã có tác dụng phản tuyên truyền cho chính cái chiến lược tuyên truyền của Trung Quốc. Và cái thứ hai là cái việc mà lồng ghép các hình đường lưỡi bò vào các cái sản phẩm thương mại, nó chẳng những là chẳng có cái ý nghĩa gì về mặt pháp lý quốc tế, bởi vì chẳng có cái việc đó, nó không làm tăng cái giá trị của cái yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, trong khi đấy nó lại là kích động các cái chủ nghĩa dân tộc của các cái nước khác, và nó ảnh hưởng đến cái chính thương mại của Trung Quốc. Bây giờ đương nhiên là các cái sản phẩm mà có cái hình đường lưỡi bò thì người dân Việt Nam không muốn mua, và nó làm hại chính Trung Quốc. Điều đó nó không có lợi chứng tỏ cái anh sử dụng một cái chiến thuật đấy thì anh chỉ có thua chứ không có thắng được. Có thể thấy là trong thời gian vừa qua, Hoa Kỳ là một đất nước mà lên tiếng chỉ trích Trung Quốc mạnh mẽ nhất về cái hành động ăn hiếp, bắt nạt những nước nhỏ, trong đó có Việt Nam. Và gần đây nhất, cách đây chỉ vài ngày thôi, chúng tôi đến Học viện Ngoại giao để mà chứng kiến đưa cái tin là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper có một cái bài phát biểu ở tại đó, và chính ông đây là người đã làm điều tiết chương trình. Vậy thì câu hỏi lúc này đây là ông đánh giá như thế nào về những lời phát biểu đó của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper? Cái bài phát biểu của ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tại Học viện Ngoại giao thì cái thông điệp của ông rất là rõ. Mỹ ủng hộ một cái trật tự thượng tôn pháp luật toàn cầu, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Và Mỹ sẽ là cái người mà làm các cái việc có thể làm để bảo đảm cái trật tự dựa trên cái luật lệ, theo ông nói, tức là cái Rules Based International Order ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông cũng khẳng định rằng là cái mối đe dọa đối với lại cái trật tự đó rõ ràng nhất là từ Trung Quốc, và phần nào đó là Nga. Và cái việc mà Trung Quốc đang phá vỡ cái trật tự thượng tôn pháp luật đấy là nó đi ngược lại lợi ích không chỉ của Mỹ mà lợi ích của các nước ở trong khu vực. Không có nước nào ở trong khu vực, kể cả các nước láng giềng ASEAN, là muốn nhìn thấy cái chủ quyền của mình, quyền chủ quyền của mình, các quyền lợi hợp pháp của mình là bị tổn hại bởi các nước mà không tôn trọng luật pháp quốc tế. Và vì vậy cho nên ông kêu gọi là các nước cùng chung tay vào, không phải là để ủng hộ Mỹ, cũng không phải là để đứng về phía Mỹ, mà hãy cùng chung tay để hợp tác bảo vệ cái trật tự dựa trên luật lệ, và lên án những cái người mà các cái quốc gia mà phá vỡ cái trật tự đó. Thì đấy là cái thông điệp xuyên suốt
của ông Mark Esper khi mà phát biểu tại Học viện Ngoại giao. Đấy, thì tôi cho rằng từ trước đến nay Mỹ vẫn là một cái nước mà đầu tư rất là lớn cho cái khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, có lợi ích rất là lớn ở khu vực này. Và vì vậy cho nên cái việc mà gần đây Mỹ đã có các chính sách, điều chỉnh chính sách thể hiện cái chính sách nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều đối với khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, nó phản ánh cái lợi ích đó của Mỹ ở khu vực. Thế mà cái chính sách đó là cũng phải nói là cũng đúng với lại cái lợi ích chung của các nước ở trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, bởi vì tất cả các nước, nhất là các nước vừa và nhỏ như Việt Nam, thì rất là ủng hộ cái trật tự thượng tôn pháp luật và không muốn bất cứ một cái nước nào, kể cả nước lớn nào, là phá vỡ cái trật tự đó. Ai cũng biết là năm tới sẽ là một năm rất bận rộn với bên phía ngoại giao của Việt Nam, khi mà Việt Nam sẽ là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN, đồng thời là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Như vậy thì cái vấn đề mà nhiều người quan tâm nhất là liệu rằng năm tới khối ASEAN có ra được một cái tuyên bố chung về Biển Đông hay không? Riêng ông nhìn nhận về cái vấn đề này như thế nào? Nhất là khi mà Việt Nam sẽ là chủ nhà năm tới thôi. Tôi nghĩ rằng là khi Việt Nam là chủ nhà thì Việt Nam có nghĩa vụ phải thúc đẩy các cái lợi ích chung của ASEAN. Người ta cũng sẽ trông đợi vào một cái Việt Nam có cái tinh thần trách nhiệm để giúp cái hiệp hội đấy nó tiến theo cái con đường mà cái con đường đó nó phản ánh cái lợi ích chung của ASEAN. Tôi cho rằng là hiện nay các cái nước ASEAN, và họ cũng đã tuyên bố rất là nhiều lần là các nước ủng hộ một cái trật tự khu vực mà thượng tôn pháp luật, một cái trật tự khu vực mà trong đó các cái thể chế đa phương nó có vai trò, chứ không phải là một cái trật tự mà trong đó các nước lớn chỉ đạo tất cả các cái hoạt động ở khu vực. Các nước ASEAN cũng phản đối cái chủ nghĩa đơn phương và phản đối các cái hành vi mà xâm phạm luật pháp quốc tế. Thì tôi cho rằng đấy là cái lợi ích chung của ASEAN, và trong năm mà Việt Nam làm chủ tịch ASEAN, chắc chắn là Việt Nam sẽ cùng với các nước ASEAN để tiếp tục ủng hộ cái việc thượng tôn pháp luật, ủng hộ vai trò của các cái thể chế đa phương và lên án cái chủ nghĩa đơn phương và lên án các cái hành vi xâm phạm luật pháp quốc tế. Thì tôi tin rằng là ASEAN sẽ ra được các cái tuyên bố chung cũng như là có cái hành vi theo cái hướng đó. Thế còn như anh biết, trong các nước ASEAN cũng có các cái lợi ích rất là khác nhau. Vì vậy cho nên có ra được một cái tuyên bố về một cái vấn đề cụ thể nào đấy hay không, một cái sự vụ cụ thể nào đấy hay không, thì chúng ta sẽ còn chờ xem liệu ASEAN có đạt được cái điều đó hay không. Nhưng mà về nguyên tắc, về cái tầm nhìn, về cái chí hướng của ASEAN, thì tôi tin rằng là Việt Nam sẽ cùng với ASEAN thúc đẩy được theo cái hướng phù hợp với lợi ích của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi một ít về người Việt Nam ở trong nước và Việt Nam ở nước ngoài. Thì có thể thấy rằng là trong thời gian vừa qua, mặc dù trên cộng đồng mạng có nhiều cái sự kiện khiến cho người Việt sôi sục, nhưng mà người dân trong nước dường như là họ bình tĩnh hơn so với những cái lần trước có những cái vụ việc ở tại Biển Đông. Thì theo như ông, vai trò của người Việt trong nước như thế nào trong những cái lần mà có những cái sự kiện như thế này, để mà sẽ không có xảy ra những cái tình trạng đáng tiếc được? Tôi cảm thấy là người dân ở trong nước bây giờ đã là trở thành những người sử dụng thông tin một cách rất là thông minh. Thì họ biết tìm các cái thông tin chính thống ở đâu, họ biết các cái thông tin giả mạo nó ở đâu, và họ từ chối bị kích động bởi các cái thông tin giả mạo. Tôi cho rằng là cái qua cái sự việc lần này, tôi phải đánh giá rất là cao chính cái người sử dụng thông tin Việt Nam ở trong nước đã trở nên rất là smart, rất là thông minh. Và vì vậy cho nên họ nhìn thấy rất là rõ thực chất của vấn đề. Tôi nói ví dụ như là để mà biết được các cái tàu HD8 hiện nay nó đang ở đâu, thì người sử dụng thông tin ở Việt Nam bây giờ người ta đã có thể tìm đến các cái Twitter hoặc là các cái bài báo của các cái học giả phương Tây, và họ cập nhật thường xuyên những cái thông tin đó và họ nắm được rất là thực chất của vấn đề. Cái thứ hai là họ cũng rất là tin và hiểu cái chính sách của chính phủ Việt Nam. Cái thứ ba là họ cũng hiểu rằng có một số cái phần tử ở trong nước luôn luôn lợi dụng các cái lúc mà đất nước có các cái nhiệm vụ, các cái vấn đề về biên giới lãnh thổ, hoặc là đất nước có những cái vấn đề cần phải tranh luận ngay ngắt, để họ lợi dụng, họ gây chia rẽ và họ phục vụ các cái mục đích riêng của họ, hoặc là các cái ý đồ chính trị riêng của họ, và họ từ chối ủng hộ hoặc là tiếp tay cho các hoạt động đó. Thế tôi cho rằng là
bất cứ người Việt nào dù là ở trong nước hay ngoài nước, khi mà có các cái sự vụ như là việc HD8 vừa qua thì cái tinh thần yêu nước, cái ý chí mong muốn là chúng ta chúng ta đứng lên và chúng ta bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của chúng ta là nó giống nhau. Đấy, chỉ có là đối với lại cái người dân trong nước, tôi cho là đã trở nên chín chắn hơn rất là nhiều khi mà phản ứng về các cái sự vụ như vậy. Còn về phía bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài, thì nếu như mà ông có thể cho một cái nhận định thì khối người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, qua những cái sự việc này họ có thể giúp được ít nhiều gì cho Việt Nam trong những cái việc mà bảo vệ chủ quyền biển đảo thưa? Tôi nghĩ rằng là người Việt Nam ở nước ngoài có cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc cùng với lại người dân ở trong nước để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của chúng ta. Như bà con biết thì cái sự ủng hộ quốc tế nó có vai trò vô cùng quan trọng cho cái sự nghiệp đấu tranh bảo vệ cái chính nghĩa, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam chúng ta. Thế thì để có cái sự ủng hộ của quốc tế đó cũng không phải là đơn giản, bởi vì là như chúng ta biết thế giới người ta cũng có rất là nhiều các cái vụ việc khác, thế giới có rất nhiều vấn đề mà thế giới phải quan tâm. Thế thì mấy ai hiểu được rõ, hiểu được cặn kẽ vấn đề Biển Đông. Cái thứ hai là chiến lược tuyên truyền sai trái của Trung Quốc nó cũng làm rất là mạnh, và cái điều đó tác động đến cái lượng cái thông tin mà dư luận thế giới người ta nhận được. Người ta nhận được các thông tin sai trái đó thì người ta cũng không thể hiểu rõ được. Thế thì nhiệm vụ tôi nghĩ rằng là của bà con chúng ta để mà giúp đỡ cho cái sự nghiệp đấu tranh của chúng ta là làm cho dư luận ở cái nơi sở tại người ta hiểu được đúng cái bản chất của vấn đề, hiểu được đâu là thông tin đúng sự thật, đâu là các cái chiến dịch tuyên truyền sai trái, để cho cái dư luận sở tại người ta thấy được lẽ phải, người ta thấy được ai đúng ai sai. Cái điều đó rất là quan trọng. Cái thứ hai là chúng ta có thể làm thêm một bước xa nữa là chúng ta đi thuyết phục vận động chính quyền của các nước sở tại, dù đấy là chính quyền của trung ương hay là chính quyền của địa phương, dù đấy là một cái minister, một bộ trưởng, một bộ này nó, hay là một cái dân biểu của địa phương, để người ta thấy được cái vấn đề và người ta lên tiếng. Cái việc mà các cái chính giới người ta lên tiếng ấy, thì cái điều đó nó sẽ tác động vào chính sách của Trung Quốc. Cái đấy nó tác động mạnh hơn rất là nhiều so với lại việc chúng ta lên tiếng. Bởi vì khi Việt Nam chúng ta lên tiếng thì Trung Quốc người ta sẽ nói là Việt Nam, đấy là chiến lược tuyên truyền của Việt Nam, nó không có đúng. Nhưng mà khi một nước thứ ba lên tiếng, ví dụ như là một cái dân biểu, người ta lên tiếng, người ta nói rằng ô, hình như là Trung Quốc làm như vậy là không có được, là không có đúng với lại luật pháp quốc tế, thì cái tác động của nó rất là mạnh đối với lại Trung Quốc, và nó tác động rất là mạnh đối với lại dư luận thế giới nói chung. Ví dụ như thời gian giờ chúng ta thấy khi mà Quốc hội Mỹ lên tiếng, người ta phê phán Trung Quốc thì nó là cái tiếng nói khá là khách quan. Khi mà các nước EU người ta lên tiếng thì cái đó nó là tiếng nói rất là khách quan, mà người ta không có đứng về Việt Nam, đứng về phía Việt Nam hay là bảo vệ Việt Nam cả, mà người ta chỉ bảo vệ cái lẽ phải đấy, người ta bảo vệ cái công pháp quốc tế đấy. Và người ta nói rằng là Trung Quốc làm như vậy là không phù hợp với lại công pháp quốc tế, thì cái điều đó nó tác động rất là lớn, và chính cái điều đó nó mới tác động đến cái hành vi của Trung Quốc ở trên biển này, chứ không phải là các cái việc mà chúng ta lên mạng xã hội công kích Trung Quốc rồi lên tiếng, thì cái đấy nó cũng quan trọng nhưng mà nó không có quan trọng và nó không có tác động mạnh bằng cái việc mà chúng ta tác động đến chính cái chính giới của cái sở tại, của nhà báo, của các cái học giả sở tại, để khuyến khích họ có các cái bài viết, có các cái tuyên bố, có các cái thảo luận ở tại nghị trường, hoặc là có các cái tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao và thậm chí của Thủ tướng của cái nước sở tại đấy, thì cái điều đó nó là vô cùng có giá trị cho cái công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Đôi khi có các cái biểu tình và răng biểu ngữ ở sứ quán Trung Quốc đó, mà vốn các cái hoạt động đó thì bây giờ Trung Quốc họ rất là quen rồi và họ không có tác động được nhiều vào họ, thì chúng ta hãy đến cái dân biểu của chúng ta hãy đến cái nhà báo mà chúng ta quen và chúng ta biết đó, chúng ta giải thích cho họ về những gì đang diễn ra ở Biển Đông, và chúng ta đề nghị họ có các cái bài viết lên tiếng, hoặc là tại cái cuộc họp của nghị viện tiếp theo thì họ hãy nêu cái vấn đề đó với các cái minister hoặc là các cái chính quyền mà có chức trách có liên quan, và đề nghị các cái chính quyền đó lên tiếng, thì cái điều đó tác dụng hơn rất là nhiều. Qua cái câu chuyện vừa qua thì nhân cái sự kiện mà có những cái sự nhầm lẫn về cái khu vực là bãi Tư Chính, nhưng mà thật sự là cái nơi mà
Trung Quốc đưa những cái tàu khảo sát HD8 lại là nằm ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Thì nhưng mà qua cái câu chuyện vô tình này thì người Việt mà sống ở tại nước ngoài trước giờ họ ít thông tin về biển đảo, họ lại biết được một cái điều là à, Việt Nam có nhiều nhà giàn DK1 như vậy. Thì có thể thấy rằng là nếu như ông là một người nghiên cứu về Biển Đông và hiện tại đang làm việc, thì ông có thể nhắn nhủ gì với người Việt đang sinh sống ở khắp nơi để cho họ biết là cái công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong những năm vừa qua như thế nào? Tôi cho rằng là bà con ở nước ngoài có thể tìm kiếm các cái thông tin chính thống, thông tin chính ngạch, phản ánh các cái chính sách chủ trương của chúng ta qua các cái trang web của ban ủy ban biên giới của Bộ Ngoại giao, hoặc là qua các cơ quan nghiên cứu chuyên trách như của Học viện Ngoại giao chúng tôi. Bản thân Viện Biển Đông chúng tôi đã có ít nhất là 2-3 cái website chuyên nghiên cứu vấn đề Biển Đông, trong đó cập nhật thông tin rất là chính xác và kịp thời về các cái biện pháp đấu tranh của chúng ta, cũng như là các cái bài viết của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông nói chung. Thì bà con có thể vào các cái trang web đó là các trang web nghiên cứu biển đông.vn hoặc là maritimeissues.com. đấy là các trang web mà chúng tôi đã lựa các cái bài viết có chất lượng và các thông tin nó đúng đắn để phục vụ bà con. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Hùng Sơn rất nhiều về buổi trò chuyện cũng như phỏng vấn rất cởi mở này. Và chắc chắn nhiều người Việt khi mà xem chương trình này, họ sẽ nắm được thêm nhiều thông tin liên quan đến công việc giữ gìn biển đảo của Việt Nam. Cảm ơn anh Derek, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi.